một buổi tối khỏe và nhận được nhiều giá trị trong buổi tối hôm nay ạ. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Lan, em đến từ thị trường Lai Châu và em cũng tham gia vào New May được hơn 2 năm rồi ạ. Vâng, thì em cũng có một đội nhóm nhỏ nhỏ và đến với lại New May thì em thấy đây là một môi trường rất là tuyệt vời với cái văn hóa của New May cũng như là cái hai cái giá trị mà em đang đi tìm kiếm và em đã tìm được, đó là cái giá trị về sức khỏe cũng như là giá trị về thu nhập. Và em đã gặp rất nhiều các quý cô bác anh chị cũng chung cái niềm đam mê giống như em, đúng không ạ? Vừa có một sức khỏe tốt lại vừa có một cái nguồn thu nhập tài chính thụ động. Và hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu một trong những cái lý do mà chúng ta có mặt ở đây, đúng không ạ? Vâng. Và khi mà vào đây thì em mới lần đầu tiên em được biết đến đó là Kim Tế Đồ trong lựa chọn công việc. Đó là của tác giả rất là nổi tiếng Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách đó là Cha giàu cha nghèo. Vâng ạ. Thì người cha giàu nói với con đó là con hãy tìm cách kiếm tiền và tiêu những đồng tiền con làm ra. Còn người cha nghèo thì lại nói với con đó là những đồng tiền làm ra rất là quý giá, con phải biết tiết kiệm, không được tiêu xài hoang phí. Đấy, đấy là hai cái cách của hai người cha khuyên những đứa con của mình. Vậy thì trong Kim Tứ Đồ này, đây là cái Kim Tứ Đồ của Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách Cha giàu cha nghèo. Thì ông đang nói về cái tự do về tài chính, đúng không ạ? Và rất nhiều người biết được cái Kim Tứ Đồ này và đã thay đổi cuộc sống bằng cách đó là đã kiếm, có nghĩa là thay đổi cái tư duy, thay đổi về nhận thức và làm kiếm được rất là nhiều tiền tự do về tài chính, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì Kim Tứ Đồ là cái gì? Và con đường dẫn tới tự do tài chính của các tỷ phú Mỹ là đều dựa vào Kim Tứ Đồ này đấy ạ. Vâng ạ. Thì cả nhà thì mình thấy có tuyệt vời không ạ? Vâng. Chúng ta đã được học khi được nghe đến Kim Tứ Đồ và hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu sâu sắc hơn nữa về cái Kim Tứ Đồ này qua một lãnh đạo rất là nhiệt huyết và rất là chị hiểu rất là sâu sắc về các bốn cái ô của Kim Tứ Đồ. Vâng, chị sẽ phân tích sâu sắc và làm rõ thêm cho cả nhà chúng ta để cả nhà ta nắm được là Kim Tứ Đồ trong lựa chọn công việc như thế nào và tại sao chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy để chúng ta tự do về thời gian, tự do về tài chính, đúng không ạ? Đấy, và có những thu nhập ổn định và chúng ta không phải phụ thuộc vào cái công việc truyền thống nữa, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì cả nhà chúng ta sẽ chat lên phần chat những cái chàng số 9 thật là tuyệt vời để ta chào đón chị lãnh đạo rất là xinh đẹp và rất là tài năng của chúng ta sẽ chuyển giao đến cho chúng ta cái sự lựa chọn quan trọng hơn là nỗ lực. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh, đúng không ạ? Vâng, em xin trân trọng kính mời lãnh đạo Hoàng Hương sẽ chuyển giao cho cả nhà chúng ta cái nội dung của Kim Tứ Đồ ạ. Vâng, em xin mời chị ạ. Rất là cảm ơn MC Mai Lan đã cho chúng ta một mở đầu của buổi Zoom này vô cùng năng lượng đúng không ạ nhỉ? Chúng ta hãy chat vào phòng chat số 6 để cảm ơn MC. Rồi, cùng nhau chat số 6 nhé, cảm ơn MC. Một buổi đào tạo bất kỳ buổi gì thành công hay không đó là quan trọng nhất là phần của MC cả nhà. Nó là vô cùng quan trọng nhất ạ. Đó. Thì chúng ta thấy rằng Mai Lan càng ngày càng trưởng thành đúng không cả nhà? Trưởng thành được là do gánh vác, trưởng thành là từ do gánh vác đấy. Và bạn Mai Lan là rất chịu khó học hỏi, dù công việc rất là bận nhưng thấy là học rất nhiều, học phát triển bản thân, học gánh vác những cái phòng Zoom buổi tối như là buổi sáng đều đặn cho đội nhóm. Mặc dù phòng Zoom có ai giảng đi chăng nữa bạn vẫn vào, không cứ là thích người này thích người kia, đấy là một cái ưu điểm. Ngày nào cũng thấy bạn em vào đấy. Có một số người khác thì không thích thì không vào, nhưng mà với bạn Mai Lan thì ai giảng cũng thích, kể cả không thích thì cũng là cũng bạn cũng xem, để đấy cũng là một cái kinh nghiệm, và thích thì lại càng vào, đúng không ạ? Vậy thì trước khi vào buổi hôm nay thì Hoàng Hương xin gửi lời chào
trân trọng nhất, và chúc cho tất cả các phòng du chúng các nhà phân phối trong phòng du của chúng ta một buổi tối thực sự là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Chúc chúng ta có một buổi tối thực sự ý nghĩa. Và trước khi vào phải zoom thì Hoàng Hương rất mong muốn có ba anh chị chúng ta, những ai mà chưa bật cam thì chúng ta hãy bật cam lên, và để chúng ta nhìn thấy nhau là có năng lượng hơn. Cái quy tắc của cái phòng zoom ấy thì bao giờ chúng ta cũng nên bật, trừ khi trường hợp của chúng ta gì bận quá thế ạ. Bởi vì khi chúng ta bật zoom lên, chúng ta ngồi nghiêm túc để chúng ta nghe giảng thì chúng ta mới hiểu được ạ. Chứ còn nếu mà chúng ta vì bật không ai nhìn chúng ta, chúng ta có thể làm việc khác ấy, thì cái buổi zoom đó coi như chúng ta bỏ phí mất cái buổi hôm đấy. Thà rằng chúng ta không vào thì thôi, và chúng ta cũng chỉ láng máng. Và đây là những cái kinh nghiệm của bản thân Hoàng Hương, tắt cam đi xong mình làm việc khác, bởi vì nó có rất nhiều cần việc cần phải làm, và đến khi nghe cái gì thì cũng thấy biết, nhưng cuối cùng để nói thì lại không nói rõ được. Thế này nhỉ, đấy là một cái tình trạng chung của vấn đề vào Zoom chúng ta không bật cam đấy. Bản thân chính đây là những cái kinh nghiệm của Hoàng Hương, nên là mong muốn cả nhà chúng ta hãy cùng nhau tôn trọng nhau để chúng ta bật cam lên nhá, bật cam lên đó. Và để đến một cái buổi hôm nay đấy, cái phần kim tứ đồ đây là một cái chuyên đề mà Hoàng Hương rất là thích. Vì sao cả nhà biết thích không ạ? Bởi vì chính cái kim tứ đồ này đã làm cho Hương thay đổi tư duy từ làm thuê sang làm chủ. Đấy. Nhờ cái kim tứ đồ này mà Hương dám bước ra khỏi từ nhà nước, chuyển ra ngoài để tự kinh doanh. Và nếu không có kim tứ đồ này thì mình vẫn bây giờ mình vẫn đang làm nhà nước. Và giao thị thế nào? Quà giao thị. Khổ lên đã bao nhiêu đồ, bao nhiêu thứ chúng ta chưa được từng sách quà. Mai thì cái kim tứ đồ vậy thì giống như bạn Lam vừa nói, đây là cái kim tứ đồ lựa chọn công việc này không phải tự ai nghĩ ra, do một nhà tỷ phú Robert Rasicki, cái người có cuốn sách nổi tiếng Trao Giàu Cho Nghèo, nổi tiếng luôn. Không biết ở đây những ai đã đọc cuốn sách ấy rồi ạ, rất là nhiều đúng không ạ, cuốn sách rất là dày, nhưng chắc hẳn để chúng ta đọc thì chúng ta chưa có thời gian đọc. Tôi nghĩ thế cũng giống như Hoàng Hương thôi. Nhưng mỗi một những cái câu nói của ông ấy đã đi vào hàng triệu triệu người dân trên thế giới, thay đổi hàng triệu người, trong đó có một phần của Hoàng Hương đó, có một phần của Hoàng Hương nhỏ trong đây này. Rồi, vậy thì để hiểu được cái kim tứ đồ ấy đúng không ạ, thì chúng ta phải gì, phải viết ra nó, phải ngẫm về nó thì chúng ta mới hiểu. Còn chúng ta cứ nghe không ấy thì nghe rất là hay, nhưng mà nó vào tai này thì nó lại ra tai kia đấy, nó lại ra tai kia chứ nó lại không đọng vào. Và khi Hoàng Hương nghe rất là hay thì Hoàng Hương đã làm thế nào cả nhà? Hoàng Hương đã phải tự mình viết ra A4 nó rất nhiều và vẽ đi vẽ lại và phân tích, thì Hoàng Hương ngấm hơn đấy, ngấm hơn. Vì sao người Do Thái người ta gì, người ta lại dạy con phải đọc sách? Sách đầu tiên đó là sách Kinh Thánh đúng không ạ, đó. Và người ta đọc thì đọc phải ngẫm đi ngẫm lại và đọc cho yên lặng yên tĩnh. Và người Do Thái là người nó chiếm có 2% dân số rồi thế giới, nhưng họ là những người gì đọc sách nhiều nhất ạ. Cả nhà biết Việt Nam ta nào ạ? Việt Nam chúng ta thì là rơi vào cái tỷ lệ là lười đọc sách nhất thế giới. Đấy. Nhưng mà bệnh thì bắt đầu cũng nhiều nhất thế giới. Và rất nhiều người gì? Bị bệnh do thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết cả nhà. Đó. Chỉ có biết lao ra kiếm tiền để dành để cất đi. Nhưng mà không lo sức khỏe. Bởi vì có học đâu, có đọc đâu mà biết.
Hôm nay Hòa Hương sáng sáng này đi lên trên tận Hàng Than đi ship hai lon sữa cho cái bạn đấy, cái chị đấy, nhà rất là giàu, bán hàng năm sáu như công nhân viên, nhưng bạn ấy chả hiểu, uống mà uống một lon rồi thấy khỏe ra, thấy trẻ da đẹp, và không biết có phải do uống sữa, vì ra ngoài thì ai cũng khen, thế nhưng mà là không tin, không tin anh Thơ lên chia sẻ thì không tin, vì anh Thơ trẻ quá, anh Thơ phân tích cho cũng không tin, biết như là vào vì là bảo là mày bằng tuổi con nhà cô ở nhà bác cái gì đâu mà chuyên gia dinh dưỡng đấy ngoại, nhưng đến khi Hoàng Hương lên rồi thì mới nhìn thấy Hoàng Hương cũng chẳng cần phải nói nhiều, thì bà bắt đầu tin mà ừ chị lấy hai lon này, chị để một lon ở nhà, một để một lon ở cửa hàng để chị uống, bà chỉ nhìn thấy mặt mình một lúc là bà tin rồi, bà cũng chẳng phải hỏi gì, muốn phân tích sâu nhưng mà bà không có nghe đâu, chả hiểu gì ạ, chẳng hiểu gì, chỉ có thích uống, bảo thế là uống uống hay cảm tính rồi nhỉ, đấy đấy mà dân ở phố luôn đấy, phố cổ Hà Nội, nên là cái sự mà chúng ta không học ấy, không đọc ấy, nó sẽ kéo theo hệ lụy rất là nhiều. Đó. Và cái bài hôm nay ấy, cái bài hôm nay phần kim tứ đồ nó là một trong những điều kiện vô cùng quan trọng để chúng ta đi tuyển dụng nha. Thứ nhất tuyển dụng ai cả nhà biết không ạ? Thứ nhất là tuyển dụng chính bản thân chúng ta. Chúng ta không tuyển dụng được chúng ta thì chúng ta không đi tuyển dụng được người khác. Đúng không? Để tuyển dụng được chúng ta phải hiểu kim tứ đồ, nên chúng ta chưa hiểu đồ. Bạn cứ phải có người gọi. Nếu chúng ta chưa hiểu kim tứ đồ thì làm sao chúng ta đi tuyển dụng người khác được? Nó không có năng lượng, nó không hốt người đúng không cả nhà? Cả nhà cứ ngẫm xem đúng không? Đó. Khi chúng ta không tuyển dụng được chúng ta thì chúng ta đi tuyển dụng người khác, chúng ta rất là sợ, rất là lo, mà không biết nói như nào cho người ta hiểu được. Đấy. Vậy thì tuyển dụng bản thân chúng ta là chính. Vậy thì cái bài hôm nay Hoàng Hương mới chia sẻ rất là ngắn. Sau đó chúng ta hãy cùng Hoàng Hương để gì? Để thực hành. Cả nhà dục chuẩn bị cho Hoàng Hương cái giấy A4 nhá. A4 là giấy gì cũng được, chuẩn bị sẵn để chúng ta cùng nhau gì? Thực hành. Đó. Mọi người cùng chụp lên, tí gửi lên phòng Zoom. Cùng chụp lên gửi xem nào. Để cùng thực hành xem thế nào. Bởi vì chưa bao giờ, có rất nhiều người Hoàng Hương biết là chưa bao giờ vẽ kim tứ đồ ra. Mà mình chỉ ngồi nghe ạ. Đúng không cả nhà? Thay vì nhiều nghe, bây giờ người ta nghe ít, người ta làm nhiều. Đó. Vậy thì kim tứ đồ công việc này, thực ra ấy, hỏi tất cả những người đã từng học đại học kinh tế, chưa cũng chưa có ai là được nghe cái kim tứ đồ công việc này được cả nhà, chưa có ai được nghe ạ. Đấy, vậy thì những kiến thức nó vô cùng quan trọng mà nó lại gì, ảnh hưởng trực tiếp, hỗ trợ trực tiếp chúng ta thì trong nhà trường không có. Thế lạ không cả nhà? Không có, mà nhà trường lại cho chúng ta những cái kiến thức mà chúng ta học ở trường nhưng ra ngoài chúng ta không áp dụng. Nhà thấy á, bao nhiêu kiến thức chúng ta học đại học, học rất là cao siêu. Ví dụ như kiến thức học cái học Hoàng Hương học toán cao cấp chẳng hạn, chẳng nên làm gì, ra đời cũng không thể làm gì, ảnh hưởng đến mình, không phải là nghiên cứu, mình chỉ là giáo viên thôi, nhưng mà học cực kỳ khó luôn đấy, nhưng cùng ra cũng có giải quyết được gì đâu. Nhưng có rất nhiều những kiến thức ở ngoài, kỹ năng được, với kiến thức kỹ năng ngoài nó vô cùng cần, thì chúng ta bắt buộc phải học ở ngoài, phải mất tiền học ở ngoài thì chúng ta mới có được đấy. Và Hoàng Hương khuyên cả nhà chúng ta hãy cùng nhau đọc sách đi ạ, đọc tất cả những tài liệu, những sách gì chúng ta cố gắng đọc, đọc hay hơn rất chi là nhiều, đọc và viết ra giấy, ngồi đọc và viết ra giấy, ra quyển sách ấy, lốt lại thì rất là hiểu. Bây giờ chúng ta trở về đọc sách ấy. Vì sao giờ người ta có rất nhiều những cái phong trào đọc sách ấy cả nhà. Vậy thì cái kim tứ đồ nó là một cái, nếu ai hiểu được kim tứ đồ thì nó là một cái kim chỉ nam để cho chúng ta gì, chúng ta quyết định kinh doanh niêu mây đấy. Nếu chúng ta chưa hiểu kim tứ đồ thì chúng ta chưa quyết định kinh doanh niêu mây, và chúng ta làm chăng hay chớ, chưa làm mãnh liệt, chưa làm quyết liệt. Hoàng Hương này 54 tuổi rồi đấy, là cũng nhất nhì à, cũng phải thứ hai thứ ba ở phòng Zoom này, thứ ba thứ tư phòng Zoom này, không còn nhiều thời gian nữa để mình sống trên cõi đời này cả nhà. Đã 54 tuổi rồi, cùng lắm sống đến 75 đến 80 là hết đúng không cả nhà? Đó, thời gian nó đâu có còn nữa. Vậy thì bây giờ đang là thời gian vô cùng quan trọng để Hoàng Hương làm việc này để thực hiện cái ước mơ của mình.
Ước mơ của Hương đang còn dang dở. Đó gì? Mình đang rất cần. Mình đang rất cần làm những cái việc mà mình chưa làm được. Cả nhà, không biết là cả nhà đang, mọi người có ước mơ không? Mình đã ước mơ nhiều lắm, nhưng mình chưa làm được, vẫn còn dang dở. Đó, mơ ước là mua một cái căn nhà rộng hơn 100 đến 130 mét vuông, để vừa làm văn phòng tại đấy, để cho mọi người đến ở rộng rãi. Hiện nay mình vẫn chưa mua được một căn phòng rộng như thế. Ước mơ mình có tiền mình sẽ gì? Mình sẽ giúp những trẻ em nghèo khó, hoặc là giúp những cái hoàn cảnh khó khăn tại gia đình nhà mình. Nhưng mình cũng chưa làm được cái điều đó, đúng không ạ? Họ ước mơ được gì? Được đi đây đi đâu đó, hoặc là mình đã ước mơ khi nào mình có tự do tài chính, mình được đi vào một khu rừng nào đó, hoặc ngôi chùa nào đó để mình ngồi gì, mình ngồi thiền đấy, mà mình không phải nghĩ cái gì nữa đó. Nhưng gì, mình vẫn chưa làm được, bởi vì mình chưa phải là người tự do tài chính, mình chưa làm được điều đó. Không biết các anh chị có ước mơ không? Đấy, vậy thì chính vì cái ước mơ còn dang dở đó, thì cũng rất may mắn Hoàng Hương là khi đang còn nhà nước thì Hoàng Hương đã xuống dưới Hà Nội một cái khóa học, người ta mời, thì may được biết được cái kim tứ đồ này. Khi biết được kim tứ đồ này đã ấp ủ Hoàng Hương rất là nhiều, và rất may mắn là sau một thời gian thì Hoàng Hương đã gì, đã quyết định nghỉ việc. Có lẽ là phải rồi. Cả nhà có nhìn cái rõ bảng của Hoàng Hương nhỉ? Liệu có lóa không? Này, gạo này, gạo này. Ôi, gạo xin, gạo xin 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 xin. Cả nhà. Đi. Kim tứ đồ công việc. Chưa biết là có người xóa hộ là. Rồi. Có rõ không nhỉ? Rồi, xin xin khác. Cho bạn đứng tôi tắt mất một cái bóng hơn, hơi tối tối thì nhìn nó rõ hơn. Sáng quá. Vâng. Hơi bị lóa. Sau này làm cái kiểu gì nó phải đoán nhỉ? Được rồi, để mọi người cho màn hình lên, màn hình to là dễ nhìn rõ hơn. Ok, được rồi chị ạ. Để cái màn hình chỉ có xuất hiện mỗi Hoàng Hương thôi ấy. Đây, nhìn thấy mà, nếu mà để một mình nhá thì cũng nhìn thấy đấy. Đúng chưa? Tứ. Được rồi, được rồi. Vào, kim tứ đồ. Thứ nhất, ở đây cái ô này. Ký hiệu nha. Là L. Đấy. Ô thứ hai ký hiệu là T. Ô thứ ba là C. Ô thứ tư là D. Đấy. Vâng. Vậy ô đầu tiên là gì? Cái nhóm này, ô đầu tiên này là dùng. Thứ nhất, cái ô đầu tiên này là dùng công sức cộng thời gian
công sức cộng thời gian để tạo ra tiền. Đúng không ạ? Nghĩa là dùng cái công sức của mình và cái thời gian để tạo tiền. Vậy thì thời gian thế nào? Nghĩa là tính thời gian để ra tiền. Đấy nhá. Tính thời gian để ra tiền. Đấy. Vậy thì chúng ta thử xem thời gian nào. Thời gian một ngày chúng ta có bao nhiêu ạ? Có 24 giờ trên một ngày. Người ta nói thời gian ấy, thời gian là gì? Là vô cùng. Nhưng mà vô cùng, vô cùng theo thời gian tận cùng nữa. Chứ còn nếu trong một ngày thì nó lại hữu hạn nó rồi. Nó chỉ có 24 giờ trên ngày thôi ạ. Đúng không ạ? Không thể vô cùng được. Đúng không? Tính nhiều năm là vô cùng, nhưng một ngày thì nó chỉ có 24 giờ. Đó, và 24 giờ chúng ta thấy nó trôi đi như ngày hôm nay rất là nhanh luôn, đúng không phải nhỉ? Trôi đi rất là nhanh. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta đi làm 8 giờ. Ví dụ mọi người được 10 triệu tiền lương thì 8 giờ chúng ta sẽ có được 300 nghìn đó. 300k. 300k mà chia ra 8 giờ, 38 24 48 32 khoảng 40k. Khoảng 40k trên 1 giờ. Cả nhà nhá. 40k trên 1 giờ đồng hồ đấy ạ. Với mức lương khoảng gần 9 triệu một tháng thì mỗi 1 giờ đồng hồ chúng ta có 40.000. Đúng cả nhà. Vậy thì bây giờ cả nhà muốn gì? Muốn tăng lên thu nhập, muốn tăng lên khoảng gì? Khoảng 80.000 một ngày thì bắt buộc chúng ta phải làm 18 tiếng đấy. Nếu chúng ta tăng 80.000 thì đương nhiên nó phải là 2 gì? 2 giờ. Đúng không ạ? Chúng ta phải tăng giờ lên. Vậy thì 8 giờ đồng hồ có thì chúng ta được 300.000. Bây giờ muốn 600 thì chúng ta phải nhân lên, nghĩa là chúng ta phải làm việc gấp đôi. Làm việc gấp đôi thì liệu chúng ta có làm được không? Không bao giờ làm điều đó, đúng không cả nhà? Vậy người ta gọi là hữu hạn. Vậy thì làm thế nào để gì? Thời gian chúng ta không tăng nhưng mà tiền chúng ta lại tăng. Làm sao để tiền này nó tăng? Thời gian vẫn 24 giờ. Đây này. Gầm bàn. Thời gian 24 giờ. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta thu nhập của chúng ta này gấp rất nhiều, 300.000. Đúng không ạ? Vậy làm thế nào? Thì nếu chúng ta chỉ dùng thời gian kiếm tiền thì mãi mãi là thế thôi cả nhà. Vậy thì những ai thuộc cái ô mà dùng công sức và thời gian để kiếm tiền, những ai? Thứ nhất đó là gì? Những người gì? Công chức và viên chức nhà nước và người lao động. Người công chức, viên chức và người lao động. Đấy, nói chung ấy ạ, trong đó có bác sĩ này, có giáo viên này, đúng không ạ? Vân vân. Người lao động ở đây gì? Có cả lao động tư và lao động cái nhà nước. Đấy, cũng đều thuộc cái nhóm là làm công ăn lương, đúng không ạ? Đấy, công chức viên chức lao động, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, vân vân, nhiều lắm. Cứ tính ngày công kiếm tiền là thuộc cái ô này, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì cái ô này ưu điểm gì? Là vì thời gian nó chỉ tính thời gian ra tiền thôi, một ngày chỉ 8 tiếng, cùng là đến 10 tiếng thôi, đúng không ạ? Đặc biệt là đối với làm nhà nước ấy, chúng ta có làm giỏi bao nhiêu thì chúng ta cũng chỉ có từng cái tiền lương, không có cái gì tính được chúng ta để chúng ta có gì có hơn, trừ những cơ quan kinh doanh, ví dụ như ngân hàng đấy, ngân hàng, kho bạc thì người ta còn có cái khoản, nó là công ty kinh doanh, cơ quan kinh doanh nên nó có thể tính tiền làm thêm cho chúng ta, nhưng không bao giờ tính được nhiều. Còn chúng ta làm những cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là nhà nước, thì chúng ta gì làm mấy, chúng ta chỉ có từng cái tiền thôi. Vậy thì người ta gọi là thu nhập ở đây là thu nhập ổn gì? Ổn định, đúng không ạ? Thu nhập ổn định. Ví dụ như ổn định gì? Bình thường mới ra trường, ví dụ như bạn Huệ chẳng hạn. Huệ không biết là ra trường năm 2008 đúng không nhỉ? 2008 đến 18 này, 18, 19, 20, 21, 22. Đúng rồi chị ơi, vào trường năm 2008, 1 tháng 1. Thì bây giờ là 14 năm đúng không? Bây giờ là 14 năm tròn. Tiền lương của Huệ được bao nhiêu? 7.560.000. Nhớ thế. Ngày nào cũng nhìn thấy nó. Đúng không ạ?
7.560.000. Cả nhà thấy không? Sau 14 năm công tác. Đến mức lương của bạn Huệ. Đúng không? Vậy thì lương này bây giờ chúng ta phân tích ra cho bạn Huệ. Có đủ chi không ạ? Phân tích lương của Huệ có đủ chi ạ? Nhìn nghe thì rất là nhiều đúng không cả nhà? Nhưng phân tích ra. Thứ nhất là thuê nhà 2 triệu. Con đi học 4 triệu. Hai đứa, được chưa? Tiếp tục điện thoại, xăng xe 1 triệu có đủ không? Rồi là còn đi gì? Ăn sáng. Thôi ăn sáng ở nhà thôi. Tiếp khách. Đi. 500 một tháng nhỉ? Nói chung là cả xăng xe với tất cả vân vân đấy còn tầm 1.5 triệu. Đến 2 triệu. 1.5 triệu. Cá nhân. 2 triệu. 1 triệu thì có mà ở nhà. Hay về quê thăm bố mẹ nữa, về quê. Về quê mỗi một lần về thì hết khoảng 1 triệu đúng không? 700 nghìn tiền vé xe đâu đi đâu về. Không biết thì tiền chi tiêu nữa rơi khoảng tầm là 2 triệu. 2 triệu. Một tháng về một lần. Còn chưa đó, kể một tháng về một lần. Có năm vừa rồi đi nhiều thôi nhưng tháng thì 5-6 tháng hoặc là về lần chứ. Này, hiếu hỉ của bạn này cho khoảng 600k một tháng đi, được chưa? Chưa kể sinh nhật nữa. Tiếp khách nhà nữa ạ. Cả nhà đếm ạ, 6 triệu này, 7-8 này. 7-8 9-10 này, 11-12 còn đây khoảng 12 triệu. Mẹ khoảng 12 triệu trên tháng. Đây là gì? Còn chưa kể tiền ăn nha. Chưa kể tiền ra vợ chồng bạn ăn. Ăn thì vợ nuôi, đúng không ạ? Ăn thì vợ nuôi. Còn đây là toàn bộ chi phí cá nhân và gia đình. Đặc biệt là hai đứa con học. Bạn hết 12 triệu đấy ạ. Nhưng thu nhập của bạn có 7.5 triệu thôi cả nhà. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là vậy thì liệu này bạn Huệ có làm giàu được từ cái công việc là đi làm nhà nước được không? À không, không bao giờ luôn. Thu nhập 7 triệu và rất còn lâu mới đến 10 triệu. Mỗi một lần tăng lương thì hình như được 500 đúng không? Cứ 3 năm tăng một lần là 500. Vậy thì cái nhóm này người ta gọi là gì? Là nhóm nghèo bền vững. Nghèo bền vững. Hoặc hay gọi là nghèo ổn định. Đây ạ. Ổn định nghĩa là không có sự thay đổi đâu cả nhà nhá. Từ ổn định ấy. Nó bền vững lắm rồi. Nó kiểu nó ăn sâu vào rồi. Không thay đổi đâu ạ. Khó thay đổi, lâu thay đổi đúng không ạ? Đấy. Gọi là nghèo bền vững. Nhưng vì sao trong nhóm này vẫn có những người rất là giàu, có khả năng đúng không? Giàu đó là người ta sẽ làm việc khác cả nhà. Ngoài nhà nước ra thì người ta có một nghề tay trái, buôn bán hoặc cái gì đó, ABC vân vân. Làm sếp thì biết được những thông tin bất động sản, các thứ, đầu tư vân vân và vân vân. Thì người ta giàu 1% nữa. Còn hầu như tất cả cái nhóm này mà dùng thời gian để kiếm tiền thì hầu như là gì? Là nó chỉ bền vững, gọi là nghèo bền vững, nghèo ổn định. Đúng rồi nhỉ? Đó, và bản thân Hoàng Hương cũng là người cũng đi ra từ cái môi trường này. Chưa bao giờ để lương ra được để tiêu cái gì hết. Chưa bao giờ để lương ra để dành những gì. Bao giờ cũng tiêu hết lương. Tiêu hết luôn. Đấy. Chính vì thế mà khi mà Hoàng Hương đang ở trong nhà trường ấy, đi làm Hoàng Hương rất là lo. Không biết sau này về ốm, không biết mình làm là lấy đâu ra tiền, vì chẳng cái dư tiền nào ra cả. Bởi vì khi con đi đại học lại càng khổ cả nhà. Con đi đại học thì một đứa đi đại học đã phải chi cho nó 1 năm triệu một tháng rồi. Vậy đương của mình ngày trước là được hơn 8 triệu. Thưa cái chợt nhớ ra, chợt tỉnh ra. Thôi chết rồi, cho nó 5 triệu đi học. Lương nó có 8 triệu 3. 5 triệu đi học còn chưa kể đi ô tô nữa. Thì lấy xăng xe đâu, còn chưa kể một đứa con ở nhà nó còn bao nhiêu cái việc nhà mình thì coi như là không có gì ăn. Tuy nhiên cái ngày làm nhà nước thì Hương cũng phải làm thêm rất nhiều việc nữa. Nhưng tính lương ra để tính thì mình cứ chợt. Mình cảm thấy sợ quá. Đấy.
Đó. Đây phải là gọi là cái gì? Cái cột này này, cả nhà này. Đấy người ta gọi là gì? Nghèo. Cả nhà nhá. Đấy, ta ghi ở đây. Cứ cái gì mà dùng thời gian để ra tiền đấy. Đấy, thì nó xếp vào cái ô L. Đấy, đó là nghèo bền vững hoặc là nghèo ổn định. Đúng rồi nhỉ? Đó. Tiếp theo cái ô T. T ở đây. T ở đây gì? Nó khác cái ô trên như nào? Cũng dùng công sức cộng thời gian cộng vốn cộng kinh nghiệm. Kinh nghiệm cá nhân đấy, bản thân đấy, để đẻ ra tiền. Để giải ra tiền. Đấy. Ở đây gì? Nó yêu cầu phải có gì? Phải có thêm vốn, kinh nghiệm. Đó là chúng ta đầu tư. Đúng không ạ? Đó là chúng ta đầu tư. Đầu tư vốn ấy để gì? Để làm xưởng này, làm cửa hàng, đầu tư cửa hàng này. Đúng không ạ? Thuê cửa hàng này. Xin lỗi cả nhà, chờ Hương tí nhé, đang có khách hàng họ đang bị vấn đề, chờ Hương tí. Được chưa? Vậy thì ở đây cả nhà thấy không? Lại bắt đầu xuất hiện vốn và kinh nghiệm. Đúng không ạ? Vậy thì cái mô hình này người ta gọi là làm chủ nhỏ. Bắt đầu bỏ vốn và kinh nghiệm. Đúng không ạ? Khi người ta thường là làm xong cái này, người ta tiết kiệm ít vốn thì người ta chuyển sang cái ô này. Và chúng ta đang mơ ước có một cửa hàng. Đúng không ạ? Có một cửa hàng, mở cửa hàng ra là cửa hàng cà phê hoặc là cửa hàng bán hàng bất kể cái gì, quần áo đấy, hoặc là chúng ta mở một cái xưởng gì đấy để chúng ta sản xuất chẳng hạn, thì bắt buộc chúng ta phải có vốn và phải có kinh nghiệm về cái lĩnh vực này. Không kinh nghiệm ta phải đi học mất tiền để ra gì, để ra thu nhập. Vậy thì cái đây, cái mô hình của cái mô hình của cái ô này đấy, người ta gọi là gì? Mô hình này, ông chủ làm tất, làm hết. Khi mà mới ra ấy, thì chúng ta làm hết. Ông chủ là như chúng ta chẳng hạn. Tại vì ngày xưa Hoàng Hưng mở một quán gà chẳng hạn, thì làm hết. Từ đi lấy gà, từ chế biến, từ vào sổ sách, tất tần tật, từ dọn dẹp các thứ, Hoàng Hưng làm hết. Đấy, đúng không? Ông chủ làm hết. Đấy. Và đi thì từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về. Và ăn đêm nên là mình béo lên từ cái đợt ăn đêm đó. Đấy. Ông chủ làm hết. Đấy. Ở đây thì gì nhỉ? Vốn bỏ ra. Nhưng chúng ta nhớ rằng là vốn này bỏ ra liệu có thu về được không? Ví dụ Hoàng Hương thuê một cái mặt bằng 10 triệu một tháng. Nhá. Thì đấy là vốn đấy ạ. Bỏ tiền ra không thu được. Nếu như chúng ta không bán hàng, chúng ta cũng phải trả một tháng 10 triệu. Đấy ạ. Tiền bỏ ra, tiền đó là tiền mất đi đấy ạ. Nó gọi là vốn. Còn tiền mua sữa của chúng ta về uống chứ không phải là vốn đâu nhé cả nhà nha. Cái vốn là bỏ đi mà nó gì? Nó mất hàng ngày. Chúng ta muốn bù nó là chúng ta phải kinh doanh cái gì để cho nó sinh lời. Đấy. Vậy thì riêng cái thuê mặt bằng, thuê nhân viên, đúng không ạ? Và thuế má, kế toán vân vân. Đấy thì chúng ta cần phải đến vốn này. Đó. Và kinh nghiệm. Kinh nghiệm của bản thân về lĩnh vực đó. Có những người rất thích làm đẹp thì họ sẽ đi làm đẹp. Có người thích sức khỏe thì sẽ đi kinh doanh sức khỏe. Đúng không cả nhà?
Có người thích thời trang thì kiểu gì cũng đi kinh doanh túi, giày dép, quần áo, thời trang, mũ, nón, thời trang. Đấy. Vậy thì tất cả cái này bắt đầu nó có sự phức gì? Phức tạp hơn. Một mình đứng ra để gì? Gánh vác. Vì vậy cái mô hình này người ta ông chủ làm hết, hay người ta gọi là khổ chủ. Người ta gọi là khổ chủ. Người ta gọi là khổ chủ. Đúng không ạ? Và tự mình làm ra để chúng mình trả lương chúng ta. Tự mình làm để mình trả lương cho chúng ta. Đúng không ạ nhỉ? Và những người này thì thấy chúng ta thấy rằng gì? Họ có một đặc điểm gì? Rất bận. Rất bận. Hôm qua Hoàng Hương có nghe một cái chương trình hẹn hò ấy. Hẹn hò. Thế có một cái anh chàng Hàn Quốc, anh ấy đã có rất nhiều chuỗi, phải hàng trăm chuỗi chuỗi gà rán ở Hà Nội rồi. Nhưng khi anh ấy đi đêm đấy để anh tìm bạn ấy, thì tìm cái cô gái ấy cũng là mới sinh năm 2000. Mới sinh năm 2000 thì phải. Đó. Thì cô này cũng mới là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, cũng đang làm quán bún đậu mắm tôm. Thì hai người hẹn nhau thì bảo là nếu như là Cát Tường mới hỏi là nếu như mà hẹn hò nhau rồi ấy, mà đồng ý hẹn hò thì anh sẽ gặp cô bao nhiêu? Bảo là công việc rất bận, cùng lắm một tuần chỉ hẹn được gặp nhau một lần. Thế đó, rất giàu có luôn, nhưng cũng trả lời là yêu nhau thế nhưng mà cùng lắm cố gắng một tuần được gặp nhau một lần, hẹn hò một lần. Thấy không? Rất giàu nhưng mà không có thời gian, đúng không ạ? Rất bận này. Đấy. Càng nhiều tiền thì họ lại càng vất vả, đúng không ạ? Càng nhiều tiền thì không có thời gian luôn. Và người ta dùng, người ta làm để có tiền, để người ta tận hưởng. Nhưng đây thì luôn luôn là lao theo đồng tiền. Lao theo đồng tiền, đúng không ạ? Vậy thì thời gian càng có tiền thì càng bận. Vì muốn thì, ví dụ người ta muốn có một quán, cho người ta thu nhập 50 triệu. Nhưng người ta mong muốn là người ta phải có 200 triệu thì bắt buộc người ta phải mở thêm chuỗi, đúng không ạ? Mở thêm thì bắt buộc người ta phải quản lý thêm, người ta lại càng bận hơn. Chính vì thế không có thời gian cho mình hết. Cái người này càng bận, càng nhiều tiền lại càng không có thời gian cho mình. Đúng không ạ? Đấy, cái nhóm này lại xảy ra vấn đề này. Người ta mơ ước có thời gian, không có thời gian cho bản thân và gia đình nữa con. Sáng sớm đi tối mịt về, về thì mệt rồi ngủ. Lúc chỉ thèm ngủ thôi cả nhà, để không có thời gian cho mình nữa, bởi vì lúc nào cũng quá. Đây người ta gọi là nhóm chủ nhỏ. Chủ nhỏ. Làm chủ nhỏ. Mình làm hết. Đấy. Mà không làm ở đây, nếu mà không làm đóng cửa hàng thì cũng hết tiền luôn ạ. Hết tiền luôn. Nha. Rủi ro ở đây cả nhà thấy lớn không ạ? Vừa mới chơi cửa hàng ra để bán cà phê, không may dịch Covid lại đến, thôi đóng cửa, đúng không ạ? Và bất kể thuê cái gì cũng thế, nó thì đã dịch xảy ra thì đóng cửa. Và hiện nay cả nhà thấy ạ, trước khi dịch ấy, thì đi tìm cái quán thuê ở Hà Nội cực kỳ khó luôn. Nhưng bây giờ thì xuất hiện rất nhiều, kể cả bây giờ rất nhiều chỗ cho thuê nhưng mà chưa ai thuê cả nhà ạ. Tình hình kinh tế khó khăn và kinh tế của chúng ta cuối năm nay và sang năm 2023 chúng ta còn càng khó khăn hơn nữa, rất là khó khăn. Những người ta đi bán rau người ta cũng phải kêu, bán hoa quả người ta cũng phải kêu, người ta bảo năm nay bán rất là khó luôn đấy, người ta không thấy, người ta không đi mua nhiều như mọi năm đấy, rất là khó khăn như vậy. Còn ô ở trên này, rủi ro ở đây người ta bằng gì? Bằng không hoặc có đấy ạ. Cái ô trên nghèo nói là rủi ro cũng có đấy, đi làm thuê cho người ta. Mười mấy năm làm thuê công ty người ta rồi, bây giờ công ty người ta phá sản, người ta không có đơn hàng xuất khẩu nữa là người ta cho công nhân nghỉ việc hết. Đấy, cả nhà bảo có rủi ro không ạ? Quá rủi ro chứ. Mặc dù không bỏ vốn ra vẫn rủi ro, bởi vì người ta mất mười mấy năm. Người ta gì? Mười mấy năm người ta làm nó rồi, nhưng bây giờ tự nhiên phá sản cái. Vậy người ta biết đi đâu về đâu, biết làm cái gì. Người ta từ xưa nay người ta chỉ làm một công việc đó thôi. Nhất là làm những công ty cho nước ngoài, chỉ làm dây chuyền ấy, thì ra đời không biết làm cái gì kiếm tiền luôn. Rất là vất vả. Có rủi ro không cả nhà?
có rủi ro chứ, người ta muốn làm nghề ta phải đi học nghề để người ta gì, để chuyển nghề khác đấy. Vậy là hai mô hình đây đấy. Tiếp một mô hình thứ ba là OC này thì cái công thức của nó này, thứ nhất là gì, thời gian cộng với lại công sức cộng với lại trí tuệ, nhiều trí tuệ của nhiều người để tạo ra thu nhập. Cả nhà nhá. Ở đây bắt đầu đến gì? Có nó đến trí tuệ của nhiều người. Cả nhà nhá. Ở cái ô này nếu mà phân tích ra ấy, đấy, thì tí nữa không phân tích sau nhá. Ô C này, vậy đây có thời gian, công sức và trí tuệ của nhiều người, đã bắt đầu nói đến người rồi đúng không ạ? Có nhiều người rồi, đúng không ạ? Vậy đã có nhiều người thì người ta gọi đây là làm chủ hệ gì? Chủ hệ thống. Người ta gọi đây là chủ hệ thống. Ở đây là chủ nhỏ, còn đây là chủ hệ thống. Đấy, nói đến nguồn người. Vậy thì cả nhà ví dụ ạ, ví dụ nhé. 1 giờ của chúng ta làm được 40.000, 40k, đúng không ạ? Một mình chúng ta ấy, thì một ngày cũng chỉ làm được 8 giờ. Nhưng bây giờ làm sao để gì? Muốn tăng thu nhập, đúng không ạ? Nếu như Hoàng Hương chỉ có làm một mình Hoàng Hương thôi, thì Hoàng Hương muốn tăng lên 80.000, Hoàng Hương phải làm gì? Phải làm cái gì nhỉ? Ví dụ như là một ngày 40.000, à 1 giờ 40.000, một ngày là 300.000, 300k trên một ngày. Vậy muốn 600k thì Hoàng Hương phải làm mất gì? Ở đây là phải mất bao nhiêu ngày? 8 giờ. Phải mất 16 giờ. Vậy 16 giờ ai có khả năng để làm đủ 16 giờ để ra tiền ạ? Không bao giờ làm được luôn. Cả nhà nhé. Không bao giờ được luôn. Vậy thì bằng sức Hoàng Hương sẽ mượn gì? Mượn sức người. Mượn sức người. Đúng không ạ? Ví dụ mỗi giờ đạt được 40.000. Nhưng Hoàng Hương sẽ mượn của gì? Của 10 người. 10 người thì đã có 10 gì? 10 giờ thì đã ra 400k. Đúng không ạ? Nếu Hoàng Hương mượn sức của 100 người. Mượn sức của 100 người. Của 100 người. Đúng không ạ? Thì nó tương đương với 100 giờ. Thì ở đây là bằng 4 gì? 4 triệu. Đúng không ạ? Vậy tổng sức của 1.000 người ra 1.000 giờ. Đúng không ạ? Thì nó bằng khoảng 40 gì? 40 triệu. Thấy thế ạ? Vậy thì cái mô hình gì? Mỗi người chỉ làm một chút thôi ạ. Đúng không ạ? Mỗi người làm một chút thôi thì tạo thành một hệ gì? Hệ thống. Vậy vì chính cái mô hình này nó sẽ do chúng ta tăng thu nhập. Mặc dù thời gian vẫn là 24 giờ. Khác vì một người giờ làm mà bây giờ là nhiều người cùng làm. Đấy. Càng như là người làm một ngày chỉ cần 1 giờ thôi. 10 người đã có 10 giờ rồi, 100 người đã có 100 giờ, 1.000 người đã có 1.000 giờ, đúng không ạ? Vậy thì cái mô hình mà gì? Tận vận dụng sức người để kiếm ra tiền là cái mô hình thông minh nhất, đúng không ạ? Chỉ một chút của người ta thôi, một ngày có 24 giờ nhưng mỗi người ta chỉ bỏ ra 1 giờ làm việc thôi, đúng không ạ? Trong 24 giờ, nhưng người ta lại tạo ra một cái nguồn thu nhập cho chúng ta vô cùng là lớn. Đã, nếu chúng ta chạy hết ấy, thì chúng ta được vô cùng luôn đấy. Vậy thì đây là người ta gọi là kinh doanh hệ thống nhá. Hệ thống là gì? Là gì? Hệ thống con người. Và trong tất cả các hình thức kinh doanh, không có hình thức kinh doanh nào lợi nhuận, an toàn và nhân văn. Đó là gì? Kinh doanh chủ hệ thống. Kinh doanh về con người. Đấy. Đó là kinh doanh thông minh nhất hiện nay. Và thế giới chúng ta đang dịch chuyển về mô hình kinh doanh này. Đấy, xã hội càng ngày càng dịch chuyển, càng tiến lên. Đấy, ngày trước thì kinh doanh nhỏ lẻ. Ngày xưa thì đồ đá đổi cái hòn đá thì tính tiền ở kia, dần dần trở thành đồng xu. Dần 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 tiếp nữa là bây giờ thì đồng giấy. Đúng không? Và hiện đại nữa là đồng tiền điện tử. Đúng không cả nhà? Đấy, nó có rất nhiều, nó thay đổi. Đấy, và kể cả mô hình kinh doanh thế.
đầu tiên là một người làm nhưng thấy thế thì vẫn không tạo ra dòng tiền nhiều, thì người ta phải gì, tìm một cái mô, nghĩ ra một cái mô hình nào đó mà hút nhiều người làm để gì, để đẻ ra tiền. Thì cái mô hình kinh doanh MLM đã được ra đời, phải nhỉ? Mô hình kinh doanh MLM đã được ra đời, và khi nó ra đời ấy, thì nó thu hút rất nhiều lượng lao động luôn, nó giải quyết được rất nhiều luôn. Ví dụ như công ty tập đoàn Newmade Việt Nam, nó có 20.000 người, thoải nhỉ? Có 20.000 nhà phân phối đang có thu nhập từ công ty Newmade. Vậy thì tính 20.000 nhà phân phối thì chúng ta biết bằng bao nhiêu tỉnh không ạ? Bằng bao nhiêu tỉnh ạ? Cộng lại cái đội ngũ lực lượng cán bộ, đúng không ạ? Đấy, vì vậy nó giải quyết được rất nhiều. Và cái mô hình này thì mô hình người ta chỉ cần là người thôi, chứ không cần cái trí tuệ, không cần là phải gì, là phải bằng cấp, đúng không ạ? Đấy, chỉ cần có người, trí tuệ của mỗi người. Không có gì lớn mạnh bằng sức mạnh trí tuệ của nhiều người. Gộp lại đó là sức mạnh vô cùng lớn, cả nhà. Vô cùng lớn. Sức mạnh vô cùng lớn thì đương nhiên là nó sẽ cho ta những nguồn thu cũng gì, cũng không hề nhỏ, đúng không ạ? Đấy, vậy thì đây người ta gọi là kinh doanh chủ hệ thống. Cái mô hình này nó có cái ưu điểm. Ưu điểm là gì? Mượn sức gì? Mượn sức của nhiều người. Của nhiều người. Ngậm mượn sức của nhiều người để tạo ra tiền. Mượn sức của nhiều người để tạo ra tiền. Để không có tính ích kỷ cả nhà nhá. Không có hề có tính ích kỷ luôn. Đấy, càng trao đi nhiều người kiếm được tiền, họ kiếm được tiền thì chúng ta cũng có tiền. Đúng không? Đấy là mô hình kinh doanh vô cùng thông minh. Nếu bây giờ chúng ta không dịch chuyển dần ấy, chỉ 5-10 năm nữa thôi, nó sẽ bắt đầu gì? Mai một. Bởi vì theo Hoàng Hương được biết, ở Nhật Bản 90% hàng hóa phân phối theo mô hình MLM của chúng ta. Đấy đấy, 90% phân phối mô hình MLM. Và Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đã rất nhiều các công ty vào Việt Nam và gì? Đã làm cái mô hình này rồi. Đấy, nhưng tuy nhiên có rất nhiều công ty không được cấp phép, hoặc là được cấp phép bán hàng gì truyền thống, nhưng người ta cũng đã gì áp dụng cái mô hình này để gì trả hoa hồng theo mô hình bán hàng trực tiếp ở nhà đó. Vậy thì cái mô hình mượn sức người để kiếm ra tiền, do đó ở đây nó không có vốn, vì vậy nên rủi ro của nó bằng gì? Bằng không ở nhà. Rủi ro bằng không. Bởi vì sao? Mô hình này nó là mô hình cộng hưởng, hỗ trợ với nhau, vào học không phải mất tiền, được tuyến trên đào tạo tuyến dưới, đúng rồi nhỉ? Đâu có mất tiền. Hàng hóa thì không có sự gì, không bắt ép doanh số, không phải vào gói để gì, để mua. Nếu vào gói đó là mô hình đấy không phải là mô hình kinh doanh để chúng ta sống được lâu được. Mô hình kinh doanh mà khi chúng ta làm thẻ, chúng ta mua bao nhiêu là mua tùy chúng ta. Chúng ta mua nhiều chúng ta hưởng nhiều, mua ít hưởng ít, cho cái nhà phân phối tự quyết định cái quyền của mình. Chứ không giống như một công ty khác, một số rất nhiều công ty khác là anh phải vào gói nọ vào gói kia anh mới có quyền để kinh doanh. Như thế là như thế gọi là bắt ép, gọi là ép doanh số được cả nhà. Chính vì ép doanh số nên rất nhiều người, nhiều công ty khác họ đang ôm rất nhiều hàng, họ phải mang đi họ để bán rẻ đi, họ nhờ khác bán rẻ họ thu hồi vốn. Rất nhiều công ty luôn. Đó. Vì vậy nên là cũng không phải là cái mô hình đấy, tuy nhiên nó cũng vẫn là mô hình MLM, nhưng cái cách trả, cách kinh doanh của người ta như thế sẽ không bền, đúng không nhỉ? Vậy thì cái mô hình mà là chủ hệ thống này là mượn sức của nhiều người để đẻ ra tiền. Cả nhà lời nhớ cho Hoàng Hương nhé, mượn sức nhiều người để đẻ ra tiền là mô hình thông minh nhất hiện nay. Rủi ro của nó bằng gì? Bằng không. Đấy, dưới bằng không. Nhưng chúng ta được rất nhiều cái. Thứ nhất là được về gì? Kỹ năng, được kiến thức, được kỹ, chúng ta có về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình. Và chúng ta có được cái tư cơ bản nhất là có được cái tư duy. Đó là tư duy làm chủ chứ không làm thuê. Đấy nhá. Tư duy làm chủ không làm thuê. Đấy. Ở đây ấy, càng làm, chúng ta càng làm thì càng có thời gian và tài chính. Càng làm thì chúng ta càng có thời gian và càng có tài chính. Vừa có thời gian vừa có tài chính. Đúng không ạ? Đấy, nghĩa là chúng ta gì? Đi chơi tiền vẫn chảy về cho chúng ta. Rất là hay, không muốn nó vẫn chảy về tài khoản của chúng ta. Đấy, gọi là mô hình gì? Mô hình kinh doanh hệ thống. Đây không có tiền. Nha. Mọi người có bảo có tiền, vốn, vốn đấy là bỏ tiền ra, bỏ mua. Ví dụ mua thì chúng ta không bán thì chúng ta gì nó có mất đâu. Vốn thuê mặt bằng, thuê nhân công, bến bãi. Thì đấy là vốn đấy ạ.
chúng ta bị mất đi đấy, mất đi hàng ngày ạ. Đó. Và cái ô thứ tư, đấy, nó khác ô cái ô thứ tư này, gọi là dùng tiền. Dùng tiền để đi đầu tư. Đầu tư để đẻ ra tiền. Đúng cả nhà. Đấy, đầu tư ví dụ như là bất động sản nổi trội đúng không ạ? Đấy, đặc biệt là khách sạn đấy, các bạn thấy á, những khách sạn cực kỳ lớn, như có lúc nó còn phun cả phòng luôn, có phòng bất động sản, hoặc là chứng khoán, hay là cổ phiếu, hay là cổ phần. Đấy, hoặc là đầu tư về điện tử, hoặc đầu tư vân vân, và rất nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta không làm gì nhưng đầu tư vào hàng tháng nó vẫn gì, hoặc là gửi ngân hàng chẳng hạn, hàng tháng, nhất là ngân hàng đợt này gửi thì rất là có lãi cao đúng không cả nhà. Đấy, thì nó đẻ ra gì, ra tiền, cứ tính ngày đẻ ra tiền cả nhà. Và những người này họ tự do toàn bộ luôn ạ, họ tự do, tự do toàn bộ luôn. Đó là những người đang đi đánh gôn đấy cả nhà, chơi gôn đấy ạ. Hầu như những người chơi gôn đó là những người họ rất là giàu có luôn. Đấy, họ có được phải làm, họ cứ quăng tiền ra sẽ có gì. Nhưng rủi ro của họ đây cũng gì, vô cùng lớn ạ. Thu nhập cao nhưng rủi ro rất là lớn. Đấy. Vậy thì đây đó là gì? Chúng ta vừa tìm hiểu xong 4 cái ô của kim tứ đồ. Thì qua 4 ô này, chúng ta khi chúng ta làm thì chúng ta phải nhận định là chúng ta đang ở ô nào, và chúng ta muốn chuyển sang ô nào phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của chúng ta nhá. Chứ còn là một đang ở ô này mà một phát lại muốn sang cái ô đầu tư này thì không được. Mặc dù ta thích, chúng ta phải có cơ sở phải phù hợp với chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy thì qua đây thì chúng ta biết là chúng ta thuộc ô nào. Đấy. Và người ta đã thống kê, thì giới thống kê là 90%. 90%. Mọi người dân thế giới, 90% dân số thế giới nằm ở cái ô này, đúng không ạ? Nhưng họ chỉ gì, có 10%, có 10% dân số, à xin lỗi, nắm giữ 10% của cải, chiếm 90% dân số, nhưng mà chỉ gì, nắm giữ 10% của cải xã hội, 10% của cải xã hội rất là ít. Ngay như chúng ta đi làm nhà nước, tháng được 10 triệu về tiêu hết rồi thì còn đâu có của cải đâu cả nhà, đúng cả nhà, tiêu hết rồi đấy. Nhưng sang cái ô này thì gì, sang cái ô bên tay phải này thì hiện nay nó nắm giữ 10, cái số người nằm bên ô phải này hiện nay là chiếm 10% dân số thế giới. Nhưng mà nắm giữ tài sản gì? Nắm giữ 90% của cải xã hội. Họ rất ít, nhưng mà họ nắm giữ của cải xã hội vô cùng lớn. Ví dụ như ở Việt Nam ta, nổi trội nhất đó là tập đoàn Vingroup của tỷ phú Nhật Vượng. Đúng không ạ? Những công trình, những kiến trúc của ông khủng khiếp luôn. Ông làm đến đâu là rực rỡ đấy. Hiện nay ông còn có những khu đô thị vô cùng là hoành tráng, đấy, đẹp và rất là đông, đó là ở Hưng Yên, đó là Ocean Park, đúng không ạ? Khu đô thị Ocean Park, Ocean Park 1, Ocean Park 2, và ở trong đấy, Ocean Park đấy là một thành phố thông minh và thành phố có cả biển nữa. Và hiện nay thì các nhà phân phối của công ty chúng ta đã có rất nhiều thủ lĩnh đã mua nhà, mua biệt thự ở bên đấy, ở bên đấy rồi, thấy nhá, đó. Đấy là những cái tài sản của người ta vô cùng lớn luôn này ạ. Khủng khiếp, cả nhà thấy ai mà có tiền thì nên mơ ước và đầu tư, sau này chúng ta sẽ mua những căn hộ bên đấy. Hương sang rồi, đông vô cùng cả nhà, mà còn đang xây rất rất nhiều nữa luôn. Còn xây nhiều lắm, ở đã quá đông rồi, nhưng mà bây giờ còn xây rất nhiều khu mới nữa, rất hiện đại. Đấy, có cả biển, có cả khu để vui chơi, để đi nướng đồ ăn ngoài trời vân vân. Vậy thì đây là cái sơ đồ gì, gọi là kim tứ đồ công việc. Đấy, để chúng ta đã học xong cái phần này rồi. Bây giờ thì
Thứ nhất có hai phần. Phần thứ nhất là câu hỏi, ai còn có vấn đề gì không thì sẽ là câu hỏi. Còn phần thứ hai thì chúng ta cùng nhau thực hành. Cả nhá, chúng ta hãy bỏ giấy để chúng ta thực hành. Ta bỏ giấy thực hành được không cả nhà? Huệ bên Mai Lan chủ trì nhá, cho mọi người thực hành đi. Có chia phòng không? Chuyển em chia phòng thử nhá. Hả? Chuyển cho em quyền chủ trì, em chia phòng thử thế nào? Ai chủ trì mà? Ủa? Lãnh đạo Giang ạ, của. Chúng ta cùng nhau vẽ sơ đồ này và cùng viết ra cả nhà nhá, được không? Vâng, bây giờ viết ra thôi, viết ra giấy thôi, xong mà chụp ảnh đưa lên học. Chia phòng được không? Rồi chúng ta ngồi viết đi. Để em thử chia phòng Zoom nào. Chỗ Hương với lại chỗ Nhung. Bây giờ chúng ta tập viết và tập vẽ ra để chúng ta xem. Mai Lan ơi, chủ trì đi nhá. Vâng.